Thưa quý vị, trong chương trình phóng sự cộng đồng ngày hôm nay, Phạm Khanh xin mời quý vị đến với một cái hoạt động vui hè của các em ở thành phố Caruso. Chúng tôi chính xác hơn là chúng tôi muốn mời quý vị đến tham quan cái trung tâm dạy bơi lội gọi là Olympic Swimming Center. Đây là một cái trung tâm bơi lội, dạy bơi lội ở thành phố Caruso, đã có mặt tại thành phố này trên 30 năm rồi, ngay góc đường Caruso và đường Carey thuộc thành phố Caruso. Ở đây cái hồ bơi này đặc biệt một cái đó là cái chiều dài của nó tới 25 feet, có những cái tiêu chuẩn, và cái thầy dạy bơi lội ở đây cũng là vận động viên bơi lội của Hàn Quốc ngày xưa, đi thi những cái giải lớn như là Olympic chẳng hạn, cũng đạt những cái thứ hạng rất là cao. Và cái hồ bơi này đặc biệt hơn nữa là có một cái mái che che ngang ở đây, thành nữa ra mùa hè mùa đông bất cứ thời điểm nào thì các em và phụ huynh cũng có thể đến đây bơi lội được, và rất thoải mái. Một lần nữa, ngay góc đường Ganro và đường Carey, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ Alan, là một học sinh mà bây giờ trở thành một huấn luyện viên bơi lội. Em đã học bơi từ năm 9 tuổi, cũng đại cái ngôi trường này. Và rất nhiều các em, quý vị thấy không, đủ mọi lứa tuổi khác nhau đang bơi lội tung tăng ở dưới này. Trong cái mùa hè này đi bơi vừa mát mẻ mà lại học thêm những cái kỹ năng tự cứu mình, gọi là biết bơi trong những cái trường hợp mà phải rơi xuống nước. Hồ bơi này đó thì là có cái chiều sâu từ 3 feet rưỡi cho đến 9 feet, tùy theo cái lứa tuổi các em có thể đến đây học dễ dàng. Và các em từ 2 tuổi rưỡi đã đến đây học. Đặc biệt hơn nữa là các thầy cô giáo ở đây, các thầy cô ở đây là phải nói là hướng dẫn các em, luôn luôn theo dõi các em, thành thử ra quý vị có thể hoàn toàn yên tâm gửi các em đến đây bơi lội. Quý vị, đây là Alan. Em có thể cho biết là ngày hôm nay đó là cái open house, cái hồ bơi này đặc biệt là như thế nào? Dạ, so hôm nay thầy dạy đây có 300 năm rồi, so cái building nó hơi cũ, so thầy nó sơn lại, remodel lại hết trơn. Dạ, dạ hôm nay mình sẽ biết ngày khai trương của trường hồ bơi lội. Ok, so cái ở đây đó mình có offer những cái lát cái lớp bơi lội nào cho trẻ em cũng như là người lớn? Ok, người lớn và người trẻ bơi cùng nhau luôn, the same time. Mình dạy đây 4 kiểu, bơi bướm, bơi ếch, bơi tự do and bơi ngựa, 4 kiểu ở đây. Có rất là nhiều những cái hồ bơi, những cái lớp dạy bơi ở đây, thì cái different, cái khác biệt của cái hồ bơi em như thế nào? Ok, nhiều chỗ nó cho con nít nó bơi tự do, không có ai dòm hết trơn, đúng không? Ở đây có hai ông thầy dòm kiểu, dòm bơi đúng, có đúng hơn mình dạy, có bơi dài thôi lòn luôn, everything luôn. Có cơ hội nào cho các em học bơi mà cũng như trở thành những cái người mà vận động viên chuyên nghiệp mà có thể đi thi đấu này kia không? Dạ có, dạ con lúc xưa con bơi đây, con cỡ 9 tuổi con tới đây rồi. Bây giờ con competition cho trường đại học luôn. High school luôn vậy á. Em nói lý do tại sao em thích cái hồ bơi đây đi. Hồ bơi này nó sạch, nó ngoài nó có bò chất tại hơi nhiều lắm. Nó cái nước nó giống mặn, nó chát vậy á, đây nó lạc, nó clean vậy á. Em thấy clean every day luôn á. Bây giờ thì Alan sẽ dẫn chúng ta vào xem cái hồ bơi đặc biệt như thế nào. Còn em quý vị nếu muốn học bơi thì ngay góc đường Carey và đường Garden Road thuộc thành phố Garden Road, đưa các em đến đây học bơi, có các thầy cô hướng dẫn hồ bơi trong nhà nha. Thành ra ngoài trời nắng hay là lạnh này kia không có ảnh hưởng gì hết cả, bơi quanh năm không sợ gì hết cả. Quý vị, đây là cái không khí bên trong hồ bơi. Chúng tôi thấy rằng là ở dưới này đó có cả chục em đang bơi lội tung tăng rất là vui. Có hướng dẫn viên, ba mẹ có thể ngồi xung quanh. Ba mẹ có thể ngồi xung quanh xem các em bơi. Và ở trên này là cái mái rất là sáng, như bị thấy không? Hồ bơi này đó là giờ này vẫn rất là ấm áp, thành ra mùa đông các em vẫn đến đây bơi lội được. Từ chiều này qua tới bên kia, how many feet from here to there? So like 25 mét. 25 mét. Wow, 25 mét. Như vậy là thư dư sức cho các em có thể thực hiện những cái bài bơi theo những cái tiêu chuẩn để mà các em có thể đi thi được nữa, phải không ạ? 25 mét mà 4 vòng là được là 100 mét rồi. Wow, tuyệt vời quá. How deep is cái hồ bơi này á? Ở đây nên cho đứa nhỏ 3.5 feet thôi, và đi trên nữa trước đó có 9 feet luôn. Cái hồ bơi này nó sâu lại. Cái khúc chỗ này cạn khoảng chừng 3.5 feet thôi. Cái khúc dưới kia là đến 9 feet cho những người mà bơi giỏi rồi đó, ra ngoài kia bơi. Như Alan nói là em đã bơi ở đây là phải là từ hồi 9 tuổi tới giờ, phải không? Bây giờ em ở đây là giống như là trainer cho mấy em ở đây hả? Thầy dạy luôn mà, dạy luôn vậy. Ở đây có thường xuyên ngoài cái dạy bơi ra có dạy những cái kỹ thuật mà để mà cấp cứu trong những cái trường hợp mà các em nó bị đuối nước hay là nó bị này kia không? Bơi ngựa, tại bơi ngựa phải nằm ở trên lưng á, nước nước, sau này nó thở,
Xí con nít bé kia không? Chính phía tôi đâu có sợ gì đâu. Sống hết trơn rồi. À, đằng kia có mấy đứa nít kìa, giỏi quá mày ơi. Bơi tuốt ngoài kia luôn, 9 feet ngoài kia luôn. Wow, tuyệt vời quá. Cái hồ bơi này được gọi là Olympic Swimming Center. Nằm ngay góc đường Carey và đường Garanro thuộc thành phố Garanro trong ngày hôm nay. Quý vị có con em đến đây có thể tham gia học. Nói về cái giờ học như thế nào em ha? Ok, ngày thường á 8 giờ sáng đến 8 giờ chiều, và ngày tuần á 9 giờ đến 12 giờ thứ bảy, và thứ nhật 9 giờ đến 11 giờ sáng. Dạ. Suốt tuần là các em có thể đến đây bơi lúc nào cũng được hết. Dạ. Những em mà học ở đây đó thì là cái đứa tuổi mà nhỏ nhất mà các em có thể theo học là mấy tuổi? 2 and a half. Yeah. 2 tuổi rưỡi là đến đây là học được rồi vị ơi. Nhưng tất nhiên là phải có người coi chừng, chứ 2 tuổi rưỡi nó nhỏ quá. Đúng rồi. Yeah, con dòm, ông thầy dòm. Anh nó không có sợ, nó không có khóc gì hết trơn. Thì nó dễ dạy bơi, nó dễ dạy bơi, đúng không? Yeah. Wow, thưa vị, thấy đó Alan đang giới thiệu chúng ta về cái hồ bơi được gọi là Olympic Swimming Center, ngay góc đường Carey và đường Garden Road, tức là gần với lại khu vực sau lưng khu vực khách sạn Ramada. Rất là dễ tìm, quẹo vô cái con đường bên hông khách sạn Ramada, mình sẽ thấy ngay là con đường Carey đó. Mình sẽ thấy ngay cái hồ bơi này. Đưa các em đây học bơi lội, ngoài cái vấn đề tập luyện thể dục ra còn dạy cho em những cái kỹ năng khi mà các em bị chẳng may bị rơi xuống nước, còn mà biết bơi để mà có thể cứu được chính mình. Thưa vị, đây là ông Scott Style. Ông phải nói là rất là năng nổ đến tham dự những cái hoạt động cộng đồng. Thứ bảy chủ nhật nào ông cũng đi khắp mọi nơi để mà xem cộng đồng cũng như là những cơ sở thương mại ở thành phố Garden Road hoạt động như thế nào. I just tell the audience that every weekend you go around to see how people, you know, do activity at weekend. Yeah, yeah. Well, and this is great. I wanted to just stop by and recognize Thomas for all of his long-standing support in the community. This business has been here 30 years, and they've been training kids and teaching them to swim. And, you know, every year it's really interesting because we have lots of incidents with children drowning in pools and things like that. And so to have a facility like this where kids learn how to swim and they learn water safety, and in some cases they could learn to become Olympic swimmers. So, you know, it's just great. And Garden Grove, the city, we're very proud of everything that he's doing here. And it's just a great asset for the community. Ông Scott Style cho chúng ta biết rằng là ông ghé ngang đây và phải nói là công nhận đây là một trong những cái hồ bơi đã support cộng đồng rất là nhiều trong cái việc mà dạy bơi lội cho các em, để cho tránh trường hợp các em bị đuối nước, chết đuối. Rồi thì là đây là một trong những hồ bơi mà phải nói là đã hoạt động đây 30 năm rồi, và không chỉ training cho các em kỹ thuật bơi này kia an toàn không, mà còn biến các em, còn là huấn luyện các em trở thành những người vận động viên cho cái Olympic nữa. Wow, đây là một cái cơ hội rất là tốt. Thank you for joining the community. Okay, great. Thank you, and appreciate all your work getting the word out about the community. Đó là ông Scott Style, là City Manager của thành phố Garden Grove.